Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã tới với kênh của Tư Nổ và Pam. Nếu các bạn thích video nhớ subscribe, share với lại like dùm nha, nhấn cái chuông nha. Rồi để ủng hộ mình. Chiều hôm nay á, mình nghe chim mấy con le le đó, nó kêu ồn ào á, đó nó đang bay qua nhà đó. Chiều nào nó cũng bay qua nhà ồn ào lắm. Nên mình muốn quay coi nó tụ tập ở đâu, thấy nó ở bên góc hồ kìa kìa, mình ở đây mình nhìn mình cũng thấy nó đây nè, ở đứng ở nhà mình á, đứng ở nhà mình á, nó kêu ồn ào mà nó bên kia nó cả trăm con ạ. Chiều nay nó tụ ở bên xóm nó đông dễ sợ luôn, nên mình muốn lấy cái flycam ra mình quay cho anh em coi nha. Ok, hồi nãy có được 30-40 con nó mới bay qua bên đầu. Bây giờ để mình đang ở sau nhà đây, mình ở trên cái sàn. Rồi mình để cái đây. Mình bật cái flycam lên, flycam nhỏ thôi. Cái flycam này nhỏ nhưng mà rất là mắc tiền. Mình cái này là $600 là có nghĩa 14 triệu. Nhưng mà có cái này mình mới bay ở nhà, rồi mình bay đi mấy cây số cũng được. Rồi bị nhà cửa cản, vách tường cản, nhưng mà nó vẫn bay ngon lành lắm. Nhưng mà cũng sợ nhiều khi nó bay xa quá nó mất làn sóng. Ông phiêu con, ông ra ông dựa hơi. Rồi sẵn đường đang đi tìm le le, nhưng mà sẵn đây thôi mình bay theo cái con đường nhà mình xuống dưới bờ sông để cho mọi người coi cái hàng xóm mình như thế nào nha. Là như mình đã nói đó, là cái xóm mình nó nhỏ mà nó dễ thương lắm. Mình trên ở trên cái đảo nhỏ, con đường mình á, nhà mình có mấy trăm thước à, nó hơi dài hơn nửa cây số một chút. Nhưng mà đó là mình đang bay ở cao độ khoảng bộ 80-100 thước. Con đường nhà mình hai bên nhà cửa rất là tươm tất, mỗi bên một cái hồ, vậy như là cái đường nằm giữa hai cái hồ, nó đi thẳng cuối đường là đi tới bờ sông luôn. Cái sông đó là gọi là bên này người ta đặt tên là sông bò. Bò giống như trâu bò đó. Không biết bò này là bò gì, tại vì ở đây nó có loại một loại cá mập bò nữa, loại đó nó dữ lắm này, ở trong sông mà nó hay ở dưới chân mấy cái gầm cầu á. Không biết có phải là người ta đặt tên là tại vì nó nhiều quá không. Bên này phải công nhận là cá mập rất là nhiều. Thì đó mình bay con đường đó. Nhiều khi sợ gặp mấy con diều hâu hay mấy con kênh kênh nó bay qua nó tung cái flycam của mình. Ở cuối đường thì là nó bên cạnh bên nó có hai cái cảng tàu nhỏ, tàu cano. Nhưng mà cái cảng tàu bên kia đó thì nó có rất là nhiều tàu buồm. Mà tàu buồm là thường thường người ta đi xuyên bang đó, người ta đi từ ở trên New York người ta về đi xuống Florida thì họ ngừng lại đây họ đổ xăng, hoặc là nhiều người họ ở trên đó luôn. Rồi nhất là mùa Covid này á, là người ta ở trên đó luôn, người ta ghé vô người ta ở một tuần, hay là người ta mướn người ta ở nguyên cả một tháng. Có nhiều cặp vợ chồng trẻ đó mình biết đó, là họ ở đây một tháng rồi xong vợ chồng đi làm tạm ở một cái như nhà hàng nào đó đó để kiếm tiền đầy đủ, xong cái họ đi qua thành phố khác, là họ đi dọc theo bờ biển, giống như là đi từ Hải Phòng về Cà Mau vậy đó. Đó là cho mọi người mới coi hàng xóm của Tư Nổ. Đây là những cái nhà trong xóm của mình, mà nhà ở cuối đảo á, nó nằm ở trên bờ sông á. Nhưng mà nói cho bờ sông chứ nó phải làm mấy cái cầu này á, là dài cả mấy trăm thước ra mới được á. Có như cái cầu bự ra tốn cũng nửa triệu mới làm được chứ không phải dễ đâu. Đó cái đảo của mình đó.
cây không à. Con đường mình nhỏ nhưng mà rất là dễ thương. Nhà bên này là khoảng 1 triệu một cái. Đó là nhà bự, chứ nhà mình chắc không có nhiều đâu. Thì đó, như rồi cuối đường nhà mình nó có thêm cái hồ nữa, là nhà mình chung quanh nhà mình là có 3 cái hồ nó bao phủ. Rồi xong cuối đường của cái cuối đường thì lại có con sông, nên coi như là ở là hết sảy, khỏi ai phiền mình. Tìm được mấy anh le le rồi nè, mấy anh tụ tập ở bên này. Đây là một đàn, hồi nãy mình thấy nhiều lắm, nhưng mà nó như hồi nãy cái đám hồi nãy 30-40 con nó bay đi chỗ khác rồi, không biết nó đi ngủ ở đâu. Nhưng mà bên này bèo đó, bèo mà nhỏ giống như bèo, mình không biết gọi là bèo gì đó, nhỏ nhí nhí giống như là bằng cái hộp gạo vậy đó, nó đặc nghẹt, nó biết là le le này chắc nó ăn cái đó. Mấy anh kia ồn ào, còn mấy anh này sẽ im ru. Và mấy anh này mấy chắc lính mới nè, mấy anh lính mới anh thấy cái flycam của mình á, anh sợ, anh im ru, anh đứng anh nhìn, anh không có đụng đậy. Còn mấy anh này chắc là mình đã bay qua anh mấy lần rồi, anh hết sợ rồi, phải không? Nên coi kìa, trời ơi, dưới đó mà cái đàn le le nó giống như Việt Nam, nó giống như khu dân sinh vậy. Coi ở cạnh bên cãi lộn, chửi lộn, rượt quýnh. Coi đó, đó, thấy không? Đó, xích rè, mấy anh cãi lộn, đó, đụng nhau là mấy ảnh cãi lộn, rượt lộn, biểu tránh ra, tránh chỗ khác, đi chỗ khác chơi, đó, lựu đạn không? Nó không giống mình, dễ sợ luôn. Ngồi coi mấy anh không cũng vui nữa. Đó, nữa đồng hiểu đi chỗ khác mà không chịu. Lì hả? Chơi mày luôn. Nên chiều mình ở nhà mình coi le le cũng vui chán. Rồi bây giờ xong rồi, bây giờ mình bay về. Mà nhờ cái flycam này mình mới dám ở nhà mình bay đi bay lại, chứ thường thường người ta bay cái này là người ta đồng ra đồng trống, người ta bay để người ta thấy hoặc là canh á. Còn mình bay mù à, là mình ở nhà đó, chung quanh toàn vách tường không à, rồi mình nhìn vô cái iPhone mình bay, nên nó đụng vô cây hả, mặt mày sớm xác á, nhiều khi mình không có canh được cái độ á, nó đụng vô cây á, rớt dính ở trên đó luôn. Cái cây này khoảng 50 thước, 30-40 thước dính lên trên đó là ở nhà nào mình không biết là mất luôn, bị bắt một cái rồi. Vậy nên đừng có bắt chước Tư Nổ bay cái kiểu này nha. Đó, coi Tư Nổ thử đáp giữa cái cọng dây với là hai cái mái che coi có được hay không nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã coi video của mình nha. Nhớ đăng ký giùm nha. Chào các bạn, hẹn video sau. Chúc các bạn có một ngày rất là vui vẻ luôn. Hy vọng Covid sẽ qua sớm để các bạn trở lại bình thường. Chào nha. Rồi, xuống. Xong.